Tôi là Tiếp, năm nay tôi 40 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Bù Đăng, Bình Phước. Trước đây tôi có hút thuốc được 7 năm. Trong thời gian hút thuốc thì tôi có hôi miệng này, rồi là quần áo lúc nào cũng có mùi thuốc, cộng thêm lúc đó nhà có con nhỏ nữa, nên tôi đã quyết định là cai thuốc. Đó. Đấy, tôi có cai được 2 hay 3 lần ấy, nhưng mà không có lần nào thành công. Đấy, một thời gian sau ấy, thì tôi biết được đến cái sản phẩm là cai thuốc lá, thuốc lào của Thanh Nghị, nên tôi đã mua về để cai thuốc, và tôi đã cai được thuốc hoàn toàn, đến nay cũng đã được hơn 3 năm rồi. Sau đó thì tôi có mua về cho ông Dượng để ông Dượng cai. Đấy, ông Dượng tôi năm nay đã 65 tuổi rồi, ông là người hút thuốc lâu năm, ông hút trên 20 năm ấy, mà đến giờ thì ông đã cai được hoàn toàn thuốc lá. Đấy, nên tôi thấy sản phẩm này rất là tốt, nên là tôi có muốn chia sẻ cho anh em nào muốn cai thuốc lá thì nên dùng sản phẩm cai thuốc lá, thuốc lào của Thanh Nghị. Nếu như bạn đang là người trực tiếp hút thuốc lá hoặc trong gia đình có người thân hút thuốc thì đây là bài thuốc cai thuốc lá rất bổ ích, giúp bạn hoặc người thân của mình có thể trị dứt điểm cai thuốc lá thành công chỉ sau 5 đến 7 ngày. Mọi thông tin chi tiết xin truy cập website caithuocthanhnghi.vn hoặc liên hệ theo số hotline 0976 830 787 để được tư vấn và đặt mua sản phẩm. Nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, khắc tinh của thuốc lá, mang niềm vui đến mọi nhà.